À, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình lại cái hồ này, tình cờ phát hiện có một chú ếch hay chú cóc gì rất là to đang nằm ẩn mình dưới cái đám rong này. À, các bạn thấy không? Đây, dưới cái đám rong rêu này nằm ngay gốc này, thấy mờ mờ ảo ảo đó. Đó, nằm sâu ở dưới đáy của một cái hồ. Bây giờ mình sẽ lội xuống, để mình bắt nó, không biết có bắt được không, chắc là rất là khó, để bắt em này lắm. Ở dưới nước nữa, phải trên bờ thì mình dí được, dưới nước thì chắc có lẽ là tốc độ của mình sẽ không thể nào mà bằng với lại mấy mấy con mà sống dưới nước đó. Bây giờ mình sẽ lội xuống thiệt là nhẹ. Bây giờ mình sẽ bắt được em này. Để các bạn để ý nha. Đấy. Đấy, các bạn thấy nha, rất to. À. Ừ. Đúng rồi. Bự quá. Đấy. Bây giờ các bạn nhìn thấy rõ nè. Đấy, cái mình bự chà bá luôn. Ngay cái chân này. Bắt không được quá, khó quá, bước chút xíu là đọng nước rồi. Wow, con ếch này về xào lăn nguyên cả chảo luôn, mười khủng khiếp luôn. Đây, mấy cái rong nè các bạn thấy không, rong rêu, rong đầy hết, quá trời rong luôn. Những con nằm đây các bạn, sắp tới rồi. Ơi, từ 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 từ. Hồi hộp quá. Ai, hy vọng bắt được. Bự quá. Bự ghê đâu các bạn. Này mà phải có ai cầm giùm cái điện thoại nha. Phải có ai cầm giùm cái điện thoại là mình chụp được liền. Bây giờ nó nằm ở dưới nước. Sao ta? Có quá, con tay sao bắt được, một tay à. Có ai xuất hiện ở đây liền thì hay quá, con ếch bự hết hồn luôn. Con này chắc phải gần nửa ký chứ không ít đâu. À, được tới là được rồi. Dạ, bá luôn. Bây giờ mình sẽ thò tay xuống nước. À, gần tới rồi. Phải tốc độ nhanh mới được, phải chính xác mới được. Chứ còn không là sảy mất. Nó chưa phát hiện. Nó chưa phát hiện các bạn ơi. Bây giờ điểm 1, 2, 3, chụp liền nha. 1 2 3. Ui, 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 ui. Rồi. Rồi xong luôn. Mất rồi. À, còn còn, mình còn thấy. Đây đây, mờ mờ dưới cái rong này các bạn thấy không? Đó, ngay chỗ chiếc lá, dưới chiếc lá đó mờ mờ đó. Bây giờ mình đếm lại. 1 2 3 mình sẽ chụp lại. 1 2 3. Ui. Rồi, đâu đây? Rồi. À, thấy rồi, thấy rồi. Đây này. Đây. Cái này có cái nơm. Chụp chụp về chua quá, không được. Các bạn thấy không? Thấy không? Đây nó nằm này. Nằm này. Hay thiệt, nó mạnh. Nó bự quá cho nên nó mạnh ghê. Mình chụp mà nó dãy văng ra. Giờ chụp lại nha. 1 2 3. Ui, ui nó. Wow. 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 Bự khủng khiếp luôn. Ô. Cái con ớt. Wow. Con ớt nha các bạn. Ui. Mạnh quá. Mạnh quá. Ui.
nó kêu kìa, hay thiệt. Đây các bạn nhìn này, bự ghê luôn. Nó kêu hay thiệt. Leo lên bờ xử nó đi. Để kiếm cái gì mình thả nó vô. Thôi nó nhảy mất. Bự dữ lắm. Dính luôn cả cái chùm rong rêu lên đây. Đây có cái thùng này. Có cái thùng này. Thùng này dơ quá. Sao ta? Thả vô đài đi. Đây các bạn. Wow. Trời ơi. Bự bằng cái bàn tay luôn. Ớt kìa. Cũng thiết thiệt. Dính cái ba cái rong nè. Đây mấy cái nhang rong. Rong tảo với hồ. Quá chừng luôn. Ôi, con ếch này chiều nay về xà lăn được rồi. Đã quá. Có mồi nhậu rồi. Biết có ai nhậu không đấy. Tự nhiên bắt được con ếch cái tay nó rung luôn. Ôi trời. Đã ghê luôn. Đi thui, nhìn giống như con cóc á. Tuyệt chán. Lật cái bụng nó lên cho các bạn coi nha. Nó mặn quá. Nó mặn luôn. Đây. Đây. Ôi dưới bụng nó trắng tinh luôn. Bự thiệt á. Quá trời bự luôn. Này không biết con đực cái con cái nữa. Không biết, mình không biết phân biệt được cái con ếch đực hết cái rồi. Vua bó tay. Bự quá. Đá không các bạn? Thường thì nó sẽ sống thành cặp á. Có thể là còn một con nữa. Con này u nâu u nằng này chắc là con cái quá. Nếu có ai biết con đực hay con cái, comment chỉ giúp mình cách làm sao để phân biệt con đực hay con cái. Cái này nếu mà con cái thì chắc là để nuôi luôn nè. Ở thiên nhiên mình bắt ăn tội nó quá. Hay thật chứ. Rồi, đến chắc là quan sát xem còn con nào nữa không. Nhiều khi còn lại một con nữa. Mà thường là khả năng là nó sẽ ở ít nhất là phải hai con. Nó bắt cặp để nó còn sinh sản nữa. Cái hồ mênh mông gì biết đường đâu mà nhìn nè. Hên hên mới thấy được nó thôi chứ sao kiếm được. Dư phương luôn. Quá trời cái hồ luôn mà sao thấy được. Để mình đi vòng vòng mình tìm tiếp nha các bạn. Khi nào có mình sẽ lại quay lên cho các bạn xem. Con ếch đã thiệt chứ. Mà bắt nó bự quá. Bắt được nó tự nhiên tay chân người rung hết rồi. Mừng quá sao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Các bạn thấy hứng thú thì bấm đăng ký kênh với lại like, chia sẻ, comment bên dưới video giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều luôn.
tạm biệt các bạn.